Em học sinh khối 8 thân mến, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một bài học về phân môn tập làm văn. Bài học là kiến thức rất quan trọng giúp các em có những kỹ năng biết liên kết các từ, các câu, các đoạn trong văn bản thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Đó là bài tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Mục tiêu cần đạt của bài này giúp các em nắm được chủ đề của văn bản và tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Giúp các em biết viết một bài văn đảm bảo tính thống nhất về chủ đề. Giúp các em biết xác định và duy trì đối tượng trình bày, cách chọn lựa sắp xếp các phần sao cho văn bản tập trung nêu bật ý kiến và cảm xúc của mình. Đọc lại văn bản Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh để tìm hiểu thế nào là chủ đề của văn bản. Các em biết không, đối tượng của văn bản là sự vật, sự việc mà văn bản muốn hướng đến. Vậy ta thấy, văn bản Tôi đi học có đối tượng là sự việc gì, của ai? À, đó chính là dòng hồi tưởng của nhân vật tôi về ngày đầu tiên đến trường. Từ đối tượng là dòng hồi tưởng của nhân vật tôi về ngày đầu tiên đến trường. Nhà văn Thanh Tịnh muốn gửi đến người đọc điều gì? Ông muốn gửi đến người đọc cảm xúc bâng khuâng, rung cảm nhẹ nhàng của mình khi hồi tưởng lại ngày thơ ấu ấy. Như vậy, chủ đề của văn bản chính là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt. Các em cứ tưởng tượng văn bản là cơ thể của con người, mà cơ thể muốn tồn tại với môi trường xung quanh thì cần phải có cấu tạo bền chắc từ bên trong cho bên ngoài. Đầu tiên, ta sẽ phải chú ý đến bên ngoài, đó là hình thức của văn bản. Văn bản được cấu tạo từ các từ, các câu, đặc biệt là nhan đề. Vậy cô và các em cùng tìm hiểu xem nha. Đầu tiên là nhan đề của văn bản. Tôi đi học. Tiếp theo là các từ ngữ. À, đó là từ ngữ tụ trường, trường làng, tưng bừng, sách vở. Cô thấy được lặp đi lặp lại trong toàn tác phẩm. Bây giờ đến các câu coi. Hôm nay tôi đi học, tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy. Đó, các em thấy chưa? Như vậy, từ nhan đề đến từ ngữ đến các câu, tất cả đều xoay quanh chủ đề, đó chính là hình thức của văn bản đều xoay quanh chủ đề. Hình thức đã xoay quanh chủ đề rồi, bây giờ ta sẽ phân tích về nội dung xem nội dung có làm sáng tỏ chủ đề hay không nhé các em. Nội dung của văn bản Tôi đi học, đó là sự thay đổi tâm trạng của nhân vật tôi trong buổi tụ trường đầu tiên. Ta sẽ xem xét từng phần một. Thứ nhất, trên con đường đi học, sự thay đổi tâm trạng của nhân vật tôi như thế nào? Từ con đường rất quen hay đi lại lắm lần, cũng chính vì sự bồi hồi, bỡ ngỡ, hồi hộp mà cậu cảm thấy cảnh hôm nay, đường hôm nay sao lạ quá. Trên con đường ấy cậu cũng thấy thay đổi về hành vi. Cậu muốn cầm thử sách vở nè, bút thước nè, để coi như mình là một người lớn, một người đã trưởng thành rồi. Còn trên sân trường, trước đây cậu thấy trường rất là bình thường, nhưng bây giờ đứng dưới sân trường, cậu thấy mình lo sợ vẩn vơ, bởi vì bây giờ trường xinh quá, oai nghiêm quá, và cậu thật sự lo lắng. Còn trong lớp học, trước đây cậu có thể đi chơi cả ngày không thấy xa mẹ, nhớ nhà chút nào hết á, bây giờ cậu lại cảm thấy nhớ nhà và xa mẹ. Các em thấy không? Nội dung của văn bản Tôi đi học chỉ hoàn toàn biểu đạt và không hề xa rời chủ đề, đó chính là tâm trạng của một cậu bé lần đầu tiên đi đến trường. Vậy các em nhớ nhé, văn bản có tính thống nhất vì chủ đề khi và chỉ khi nó biểu đạt chủ đề đã xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.
Qua bài học trên, các em thấy không? Văn bản cũng như một cơ thể sống. Nó cần sự thống nhất, liên kết về mọi phương diện. Từ nhan đề, đến câu, đến đoạn. Tất cả đều phải phục vụ cho chủ đề. Người viết văn bản trong đó có các em. Các em đã tạo ra rất nhiều văn bản rồi. Nhưng các em có bao giờ xem xét về tính thống nhất của chủ đề văn bản hay chưa? Từ hôm nay, khi viết một văn bản nào đó, các em cần chú ý, phải nắm chắc được chủ đề cần viết nè, phải biết xác định và duy trì đối tượng cần trình bày nè. Các em phải biết chọn lựa và sắp xếp các phần sao cho văn bản tập trung, nêu bật ý kiến, cảm xúc của mình. Ngoài ra, các em còn cần tập tách đoạn nè, tập sử dụng những từ ngữ được gọt giũa, được trau chuốt cho sinh động nè. Đó là các biện pháp nghệ thuật tu từ đó các em. Bây giờ, để củng cố thêm bài học, chúng ta sang phần luyện tập nhé. Bài tập số 1, trang 13. Phân tích tính thống nhất về chủ đề của văn bản Rừng cọ quê tôi. Ở bài này, các em phải tìm được chủ đề của văn bản. Đó là người dân sông Thao thể hiện tình yêu quê hương của mình qua tình cảm dành cho rừng cọ. Các em phân tích xem chủ đề của văn bản được thống nhất qua từ ngữ, qua đoạn, qua câu, qua nhan đề như thế nào. Và từ đó, các em sẽ biết thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản Rừng cọ quê tôi. Bài tập số 2. Phát hiện và gạt bỏ ý lạc hoặc quá xa chủ đề làm cho văn bản không có đảm bảo tính thống nhất, thì ta nên bỏ ý B và ý D. Bài tập số 3. Lựa chọn điều chỉnh các từ các ý cho thật sát với yêu cầu của đề bài. Thì cô đã hướng dẫn kỹ ở dưới này, các em theo dõi nhé. Đây là phần ghi vào vở, các em ghi cẩn thận vào vở. Trong phần hướng dẫn chuẩn bị bài mới, thì các em cần chuẩn bị tiết số 7, đó là bố cục của văn bản. Các bước chuẩn bị, thứ nhất là các em đọc kỹ bài, sau đó các em trả lời các câu hỏi trong phần 1 và phần 2. Nếu câu nào khó hiểu thì các em ghi lại câu hỏi và chuẩn bị để hỏi các thầy cô khi dạy mình. Các em làm tất cả các bài tập vào trong vở bài tập. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Xin hẹn các em ở một video khác.